Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 99 ngày 21 Vâng lời Chúa, Kinh Thánh, Các Vua Nhất đoạn 20 câu 31 đến câu 43. Câu ghi nhớ xuất Ê-díp-tô ký đoạn 19 câu 5. Nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Các Vua Nhất đoạn 20 câu 31 đến 43. Các Vua Nhất đoạn 20 câu 41 đến 43, Kinh Thánh Cựu Ước trang 338 và 339. Các đầy tớ Ben-Hadad tâu cùng người rằng: Chúng tôi có nghe rằng các vua nhà Israel vốn nhân từ, vì vậy xin cho chúng tôi thắt bao nơi lưng, quấn dây trên đầu, rồi chúng tôi ra hàng vua Israel, hoặc người để cho vua sống chăng? Họ bèn thắt bao nơi lưng, quấn dây trên đầu, rồi ra hàng vua Israel và tâu rằng: Ben-Hadad, kẻ tôi tớ vua, cầu rằng xin vua để cho tôi sống. Ahab đáp rằng: Người còn sống chăng? Người vốn là anh em ta. Chúng lấy sự ấy làm một điềm lành, lật đật nhận lời và la lên rằng: Ben-Hadad thật anh vua. Ahab tiếp rằng: Hãy đi về người đến cho ta. Ben-Hadad bèn đến ra mắt Ahab, người mời Ben-Hadad lên xe mình. Ben-Hadad nói với người rằng: Tôi sẽ trao lại cho vua các thành mà cha tôi đã chiếm lấy của cha vua, và vua sẽ lập chợ phố cho vua tại Đa Mách, y như cha tôi đã làm tại Samari. Ahab đáp: Còn ta sẽ thuận giao ước này mà để cho ngươi đi về. Vậy Ahab lập giao ước với Ben-Hadad, đặng để người đi. Bây giờ có một người trong vòng các con trai tiên tri vâng lệnh Đức Giê-hô-va, nói với bạn mình rằng: Tôi xin anh hãy đánh tôi. Nhưng bạn không chịu đánh người. Người tiếp rằng: Bởi vì anh không vâng theo lời phán dặn của Đức Giê-hô-va, nên liền khi anh lìa khỏi tôi sẽ có một con sư tử giết anh. Bạn lìa khỏi người thì gặp một con sư tử giết người đi. Tiên tri gặp một người khác và nói rằng: Ta xin ngươi hãy đánh ta. Người ấy đánh tiên tri và làm cho người bị thương. Đoạn tiên tri đi đứng đợi bên đường vua, sủ khăn bịt xuống mắt mình mà giả dạng. Khi vua đi ngang qua, người cất tiếng la lên nói với vua rằng: Tôi tớ vua ở giữa chiến trận thì có người dẫn đến cùng tôi một kẻ phu tù và biểu rằng: Hãy giữ người này, sải nó thoát khỏi thì mạng sống ngươi sẽ thường cho mạng sống nó, hay là ngươi phải thường một ta lân bạc. Xong trong khi kẻ tôi tớ vua mắc chuyện đây đó thì tên phu tù trốn đi. Vua Israel đáp rằng: Ấy là sự đoán xét của ngươi, chính ngươi đã định lấy. Lập tức người vén khăn che mắt mình lên. Vua Israel nhìn biết là một người trong vòng các tiên tri. Tiên tri bèn nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi vì ngươi để thoát khỏi tay ngươi kẻ ta đã định đáng tận diệt, vậy nên mạng sống ngươi sẽ thế cho mạng sống nó, và dân sự ngươi thế cho dân sự nó. Vua Israel bèn trở về cung điện mình tại Samari, lấy làm buồn rầu và giận dữ. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 19 câu 5. Chúng ta lật ngược lại những cái sách đầu Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 19 câu 5. Của trang 69. Vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Ta tô màu câu số 5 nhé. Thì
Thì bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Trong phần tìm hiểu, hãy nói cho đúng. Vua Ben-Hadad đã làm gì các em? Vua Ben-Hadad đã trao thành cho Israel, lập chợ phố tại Syria. Vua Ahab làm gì? Vua Ahab lập giao ước, làm hòa và cho người đi. Đúng là Chúa bảo là phải giết vua Syria, nhưng mà Ahab không vâng lời Chúa và lập giao ước, làm hòa và cho người đi. Bạn người tiên tri làm gì? Bạn người tiên tri không vâng lời Chúa và bị sư tử giết. Người tiên tri thì nhờ bạn đánh mình để nói tiên tri Chúa phạt vua. Thách thức lớn khi người tiên tri vâng lời Chúa, nhờ bạn đánh mình để nói tiên tri Chúa phạt vua Ahab, vì vua đã tha và ký hòa ước với vua Syria là điều Chúa không đẹp lòng. Chúng ta thấy đây là hình ảnh của một người tiên tri đang nói lời Chúa cho vua Ahab, và Ahab đã làm sai, không vâng lời Chúa, và Ahab lấy làm buồn rầu. Nhận biết điều quan trọng nhất mà dân Chúa phải làm là vâng lời Ngài. Quan trọng là vâng lời Chúa. Xin Chúa giúp em luôn vâng lời Ngài. Xin Chúa cho em sự can đảm để nói và làm đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con vâng lời Chúa. Xin cho con can đảm để nói và làm đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Xin Chúa cho con, lạy Chúa, xin Chúa giúp con vâng lời Chúa. Xin cho con can đảm để nói và làm đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta luôn vâng lời Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.